Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Hustler Casino, Los Angeles. Thảo Yên Hoàng Trọng Thị trở lại với quý khán thính giả và tiếp tục với các bản tin đáng chú ý. Hôm nay là ngày đầu tiên ngồi vào ghế, nhưng mà với khuôn mặt có vẻ như là hơi khó chịu chút xíu. Dạ vâng, ta đây là Tổng thống rồi. Và ngay lập tức ông đã có các cuộc gặp mặt với các giới chức đầu tư. Thế nhưng giới đầu tư ở tại thị trường Wall Street ở New York thì tỏ vẻ quan tâm và họ thắc mắc là không biết được những cái lời nói của ông Trump. Vâng, trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì sấm chớp đã nổi lên, cho nên quý vị nghe cái tiếng đùng đùng, nếu mà nghe được thì đó là những âm thanh mà chúng tôi đang gửi đến quý vị live ở trên trời, thì mây và mưa vẫn còn đó, nhưng mà ở Washington DC thì không có bị sấm chớp. Và quý vị đang nhìn thấy ông Trump đang tiếp đón các giới chức đầu tư tài chính vân vân. Có những cái vấn đề như thế này, giới đầu tư họ muốn ông thực sự đó là giảm corporate tax. Giảm bao nhiêu và có giảm được hay không mới là vấn đề. Bởi vì giảm corporate tax mà không có những cái đường hướng đầu tư khác nữa đó thì vô cùng nguy hiểm. Vì sao? Ngân sách của chính phủ sẽ không thu thuế được trong những tháng tới. Điều đó vô cùng nguy hại. Thứ nhất là giảm thuế. Thứ nhì là phải tăng cường chi tiêu để xây dựng hạ tầng cơ sở. Và quý vị còn nhớ trong bài diễn văn hôm thứ 6 vừa rồi đó, tất cả những cái thành quả dưới thời 8 năm của ông Obama đó là ông Trump hầu như đã phá hết. Ông không chấp nhận, ông toàn là đưa ra những cái hình ảnh mà thê thảm trong những năm qua, làm như là nước Mỹ vừa trải qua một cái đợt suy thoái khủng khiếp vậy. Nhưng mà hoàn toàn sai lạc, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất từ nhiều năm qua, số công ăn việc làm tạo được nhiều nhất trong lịch sử, và đó là những bằng chứng cụ thể. Chứ nhưng đối với ông Trump thì ông lại thấy không phải như thế. Tất cả những điều này chỉ là có thể là phía đảng Dân Chủ đưa ra những cái tin tức giả mạo mà thôi. Và ông nhắc lại một nữa, tôi sẽ là vị Tổng thống tạo công ăn việc làm nhiều nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Thế nhưng giới đầu tư thì họ chỉ nghe thế trong những tuần lễ, thời kỳ gọi là honeymoon. Honeymoon tức là ông là Tổng thống đắc cử, chưa chính thức. Bây giờ hết honeymoon rồi, nghỉ ngơi rồi, bây giờ trở về làm việc ngày đầu tiên, đương đầu với thực tế. Thì đó là lý do tại sao mà thị trường tài chính, thưa quý vị, vẫn bị ảnh hưởng. Vào sáng ngày hôm nay, các chỉ số cho thấy rằng là Dow Jones rồi mọi thứ đều bị đi xuống cả, vì lý do là họ quan tâm nhiều hơn. Và đây cũng là điểm sẽ khiến cho giới đầu tư, nhất là túi tiền của quý vị, chưa biết đi về hướng nào. Bởi vì từ lúc mà ông Trump đắc cử cho đến ngày thứ 6 vừa rồi đó, là thị trường đã lên được 8%, nhiều quá luôn. Nhưng mà rồi tụt giảm lại mất hết, còn có 2-3% mà thôi. Dow Jones ngày hôm nay 19.756 điểm thưa quý vị, mất thêm 71 điểm rồi. Nasdaq xuống 22 điểm, 5.532. S&P 500 xuống đi 11 điểm. Trong khi đó, các thị trường ở phía châu Á cũng bị ảnh hưởng chung, và châu Âu cũng vậy, vì lý do là lời tuyên bố của ông Trump mang tính bảo hộ mậu dịch. Bảo hộ mậu dịch có nghĩa là ông nói rằng bây giờ nước Mỹ là trên hết, cho nên tất cả những cái hàng hóa của bên ngoài vào, nếu mà không có một cái sự đầu tư vào nước Mỹ đó, thì hàng của quý vị sẽ bị đánh thuế, bao gồm Mexico, Canada. Ông sẽ tuyên bố để mà thảo luận là cái hiệp ước NAFTA, tức là hiệp ước Bắc Mỹ, trong đó có Hoa Kỳ, Canada và Mexico, thưa quý vị. Rồi bên phía châu Âu đó, thì ông nói rằng chúng ta làm
cảnh sát lâu nay quá rồi, đầu tư tiền nhiều quá sang châu Âu mà không được gì hết. Bây giờ ngay cả nước Đức cũng vậy nữa, muốn bán xe BMW, Mercedes vào Hoa Kỳ cũng phải chịu mức thuế cao. Nhưng mà ngược lại hàng hóa của Mỹ thì sao? Ông chỉ nghĩ tới một chiều đi vào nước Mỹ thôi, lẽ đương nhiên làm lợi cho nước Mỹ, ai chẳng muốn. Nhưng mà đây là một nền kinh tế global, chính vì thế kinh tế toàn cầu, phải để cho các quốc gia nghèo họ có cháo họ ăn thì nước Mỹ có cơm ăn. Còn bây giờ không cho cháo ăn nữa mà cứ nước Mỹ cứ đòi là ăn cơm sườn không, đó là một trong những điều về vấn đề bảo hộ mà khiến giới đầu tư ở tại thị trường tài chính lo ngại. Và điều lo ngại này đã khiến giá đô la đi xuống trong ngày hôm nay và giúp giá vàng đi lên. Thưa quý vị, vàng lên trên 10 đô la, gần 11 đồng, ở mức 1215 đồng. Giá dầu thì xuống 40 cent, 52 đồng 82 cent. Từ quý khán thính giả. Và đó là những cái điểm rất là quan trọng để cho thấy là tình hình hiện nay rất là khó khăn. Chưa kể đó là có những cái tin tức mà hầu như là tạo ra cái sự sai lạc và đụng độ giữa ông phát ngôn viên của ông Trump với giới báo chí. Một cái chữ mà chúng ta đã nghe hôm qua khi bà Conway, một cố vấn về truyền thông của ông Trump, tuyên bố đó. Bây giờ phía Tòa Bạch Ốc có cái chữ mà họ cười quá trời luôn. Alternative facts. Alternative facts. Alternative tức là một cái hướng khác. Facts mà còn có alternative nữa. Đã gọi là facts tức là dữ kiện rồi, mà có dữ kiện khác là như thế nào? Đã bị các giới truyền thông Hoa Kỳ nói đó là chuyện mà nhảm nhí. Facts là facts, truth là the truth, chứ không thể nào nói là alternative truth được. Thì bây giờ bà Conway bán chế ra một cái chữ mới. Có thể cái chữ alternative fact sẽ là một trong những chữ mà trong từ điển mới ở Hoa Kỳ sẽ sử dụng. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, gửi đến quý vị tiếp tục các bản tin đáng chú ý trong ngày.